Miền Nam và miền Bắc kiểu. Thì miền Nam. Cô chú tặng quà cho con này, con nói cảm ơn cô chú đi. Thì miền Bắc. Mồm. Khi phụ huynh khuyên bảo con, các bác lì xì cho con kìa, con cầm lì xì xin các bác đi. Thì miền Bắc. Đưa. Khi giải thích trình bày với bạn, mày bị làm sao vậy? Thì miền Bắc. Mày bị đần à? Trời ơi mày bị khùng hả? Mày bị đần à? Thích tình đó, không hiểu mày luôn. Mày bị đần à? Cô chú mày làm giấy chi? Mày bị đần à? Khi bảo con ăn, ăn đi con, ngon lắm nè, ăn nhiều mới lớn được. Về miền Bắc. Tô mà hốc. Khi khuya con học tiếng Anh, học giỏi tiếng Anh xong này xin việc lương cực cao, chịu khó học tiếng Anh nha. Về miền Bắc. Vào trung tâm tiếng Anh Alibaba học luôn vào ngay. Năm học mới mà chưa biết học tiếng Anh ở đâu hiệu quả thì hãy theo chân mình đến học ngay tại tiếng Anh Alibaba. Alibaba tự tin là lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn học viên cam kết đạt chuẩn chứng chỉ đầu ra TOEIC và IELTS. Nhân dịp lễ tựu trường 2022, Alibaba đã tung ra ưu đãi siêu hời khi đăng ký TOEIC tặng ngay khóa học giao tiếp trị giá 4 triệu đồng, giảm ngay 5 triệu đồng tiền mặt khi đăng ký IELTS. Vừa được giao tiếp tự tin lại còn có thể chinh phục TOEIC 700+, IELTS 6.5+.